Sáng nay ngày 29 tháng 9, Công an huyện EAK tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ tàn phá rừng phòng hộ quy mô lớn xảy ra trên lâm phần cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp EAK quản lý để củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án. Quá trình khám nghiệm sẽ kéo dài trong khoảng nửa tháng. Đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk có chủ trương cho xử lý số gỗ rừng trồng bị gãy đổ do bão số 12 gây ra vào cuối năm 2017. Ngày 29 tháng 5 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp AK đã ký hợp đồng kinh tế với ông Vi Văn Sính ở huyện AK thu gom gỗ gãy đổ trên diện tích hơn 8 hecta tại tiểu khu 962 thuộc địa giới hành chính thôn 15 xã Cư Gian huyện AK. Mặc dù thời hạn tận thu gỗ gãy đổ đã hết từ cuối tháng 7 năm 2018, nhưng lợi dụng chủ trương này cùng với sự buông lỏng quản lý của chủ rừng, các đối tượng đã ngang nhiên mở đường tàn phá trên 10 hecta rừng phòng hộ lân cận. Sự việc kéo dài và chỉ bị phát hiện khi đến ngày 22 tháng 8, công an huyện EAK bắt giữ hai xe tải đang chở 52 mét khối gỗ keo không rõ nguồn gốc trên đường. Sau khi vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường, công an huyện xác định số gỗ này được vận chuyển ra từ khu vực rừng phòng hộ ở hai tiểu khu 629 và 701 thuộc địa giới hành chính hai xã Cư Bông, Cư Gian của huyện EAK và do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp EAK quản lý.